Hà Long, mình chào quý anh chị nhà mình đã quay trở lại với kênh trong buổi tối chủ nhật hôm nay quý vị nhé. Chủ nhật ngày 15 tháng 5. Đây, trước mắt quý vị đây là vườn bonsai Mỹ Trúc ở Bến Tre. Thì đây cũng là cuốn video đầu tiên tại nhà vườn bonsai Mỹ Trúc. Chắc hẳn nếu như quý anh chị mình tương tác ở trên Facebook, khả năng yêu cây mà chơi Facebook thì khi biết đến Mỹ Trúc rồi ha. Nay Long mới có cơ hội về đây để chia sẻ một khu vườn của Mỹ Trúc, gửi tới toàn thể quý anh chị mình chúng ta cùng xem và giao lưu quý vị nhé. Thì cũng rất là hy vọng được sự đón xem và ủng hộ của toàn thể quý anh chị mình ạ. Đầu tiên thì anh cũng xin chào Mỹ Trúc ha. Dạ, em chào anh Long ạ. Hôm nay em anh Long tới vườn của em á, em có một số tác phẩm tính gửi đến quý anh chị em. Xin quý anh chị em xin thêm tham khảo. Ok em, đây quý vị này, một số tác phẩm về các cái dòng cây như Nguyệt Quế này, Tùng La Hán, rồi một số cây ngâu, Linh Sam, Mai Giáo Thủy, nói chung là gần như cũng đa dạng chủng loại cây đó quý vị. Đây những tác phẩm Lộc Vừng cũng bự bự, một số Mai Giáo Thủy. Thì cùng kính mong quý anh chị mình chúng ta dành ra thời gian để theo dõi clip này quý vị. Rất nhiều tác phẩm đa dạng mặt cây tại nhà vườn. Thì bây giờ mình sẽ đi từ cái hàng này đi một chút ha. Đi từ hàng này này. Đấy quý anh chị mình cùng ngắm nhìn. Trước mắt quý vị là một cây Nguyệt Quế, dòng lá xoắn bông chung. Cây cũng khá khá, được làm theo cái phong tàng thiên nhiên như thế này quý vị này. Em xin giới thiệu cây mã số 1, kính gửi anh chị em xem tham khảo ha. Cây Nguyệt Quế là tàng thiên nhiên, vừa được chỉnh sửa. Đây để Long quay kỹ cho quý anh chị mình cùng ngắm nhìn sơ sơ về cây này. Như quý anh chị mình nhìn thấy mặt đế này cũng được nhà vườn tuyển chọn ha. Đây là em cùng làm hay là ông xã làm đây em Mỹ Trúc? Dạ ông xã em anh. Ông xã hả? Dạ. Nhưng mà em chắc cũng biết cây nhiều chứ hả? Dạ. Nói chung thì cũng biết ít số cây nhiều anh. Đây thì mặt phía sau cũng khá liên lạc hết ha. Dạ. Cây bể đế nó liền lạc, nó không có bị bể tuột gì hết. Chi cây ở trên cũng không bị chảy tuột chỗ nào đó nhỉ? Dạ không anh. Đây một em phong tàng Nguyệt Quế, được làm theo cái phong cách thiên nhiên. Chỉ cần nhìn cũng rất là thoáng. Rất là duyên luôn. Đây bộ phong tàng ở trên thì được nhà vườn mới chỉnh sửa lại bộ tàng này. Quý anh chị mình có thể mình ngắm nhìn tổng thể được tác phẩm này ha. Rất rõ nét luôn. Cái này thì mình bảo giá có được không em? Cái này em giao lưu giá là 25 triệu anh. 25 triệu ha? Dạ. Một em Nguyệt Quế như thế này quý vị nhá. Quý anh chị mình có thể mình nhìn sơ sơ. Ví dụ giống như những cái bộ chi cân thì nó to hơn ngón tay cái, rồi là tay trỏ. Nói chung là tùy theo, có đoàn ở trên gần bằng ngón chân cái luôn quý vị. Đây một em Nguyệt Quế như thế này không bị chảy tuột nha. Giá là 25 triệu ha. Dạ dạ. Giá đây này là, đã báo ship chứ em? Dạ giá này em bao ship. Báo ship rồi ha. Dạ. Thì mình nhờ quý chị mình nhìn sơ qua này, chầu tàu này. Chầu tàu này rơi khoảng bao nhiêu tiền ta? Chậu này là cỡ 2 triệu rưỡi anh. 2 triệu rưỡi hả? Dạ. Để em đo thông số cho anh em xem ha. Hoành thân nó là 55. Hoành thân là 55 cm. Dạ. Cao nó khoảng 90 anh. Cao khoảng 90 ha. Dạ. Tàng ngang có nó cỡ mét rưỡi á. Mét rưỡi. Dạ. Mét 3. Hơn em đo phải đó chứ hết tàng nữa. Dạ. Thì mình hao cỡ đó đi ha. Cỡ 3. Đấy như quý anh chị mình có thể mình xem và đánh giá tác phẩm cái Nguyệt Quế này quý vị ha. Giá là 25 triệu nhà vườn báo ship cho mình rồi, và cũng gọi cẩn thận châu gửi tới quý anh chị mình luôn ha. Ok, chắc hẳn quý anh chị mình xem và đánh giá được cây. Đây chúng ta để đi tiếp đến tác phẩm kế này ha. Tác phẩm kế tiếp là một cây Tùng La Hán. Cây cốt cành nó cũng già, nó chi tàn nó cũng mịn anh, nó cũng không bị bể tuột gì, không bị chạy tuột luôn ha. Dạ. Đây, nó chỉ có một cái thẹo ngay đây là nó đang cuốn mạnh thôi. Đâu anh coi cái mặt thẹo coi. Dạ mặt thẹo ngay đây. Không mặt này thì không sao em. Dạ. Nếu như mà Tùng La Hán cái mặt này là không sao. Dạ dạ. Nó bể đế nó cũng đều, cốt cành nó cũng già. Đây chúng ta cùng ngắm nhìn cái bể đế chạy đều, không bị chạy tuột nha. Mặt phía sau. Mặt sửa sau ok quý vị ha. Đấy cái mặt cắt này thì cái này là mình xử lý không sao em. Tùng La Hán những người ta sẽ không bắt những cái lỗi đó. Đây những mặt cắt như thế này nó cuốn con xíu xíu này. Cốt cành nó cũng già, chi tàng nó mịn. Ở trên thì gần như liên lạc hết rồi hả? Dạ liên lạc rồi anh.
Đây, một cái co nhào này khá to ha, to bằng cổ tay. Đây cái mặt cắt ở phần cổ ngon trên này mà gần cuốn theo này. Tung như vậy là đạt rồi em ạ. Dạ. Này cốt cành nó cũng bài, cây nó cũng đi đi cái nó cốt cành cũng nó cũng đi bài. Làm theo lối cái bài ha. Dạ. Đây quý anh chị mình có thể mình nhìn tổng thể về tác phẩm cây tung là hẳn này. Khá cây cái gì ha. Cũng được nằm trên một chiếc chầu tàu. Ủa chầu này chầu xi măng vậy hả? Chầu xi măng anh. Chầu xi măng. Chầu xi măng. À, để em đo thông số anh ha. Đo sơ thông số cho anh. Hoành nghe đây là nó là 55 anh. Hoành thân ở đó là 55 cm. Dạ. Cái này cao thì chắc cỡ 1,5 m em ha. Dạ, cao cỡ 1,2 m, 1,3 m gì á. Tàng ngang nó cỡ 1,6 m, 1,7 m anh. Tàng ngang 1,6 m, 1,7 m. Hơn chứ, tàng ngang này hơn chắc luôn em ạ. À. Dạ. Cỡ 1,6 m, 1,7 m hay em đo cho anh coi, cái này anh nói cái tang nó phải trên 2 mét. Dạ. Em đo đấy, em cầm thử cái, cầm thử em đo bên này coi. Tại bên nghỉ nó phải hơn 2 mét, em đo rồi từ ngoài đời vào coi. Sẵn ngoài cái mép ngọn á. Tại đây là 1,5 m rồi này. Cỡ 2 mét anh. Khoảng 2 mét. Dạ. Anh nhắm nó khoảng tầm 2 mét mà. Dạ. Như cái này thì cái giá giao lưu nó khoảng bao nhiêu hả mấy chú? Dạ, nhà vườn em giao lưu cái này giá là 50 triệu anh. 50 triệu ha? Dạ. 50 triệu cho một em tung la hán khá liên lạc như thế này quý vị nhé. Tay cần thì cũng mình mang rồi. Chúng ta có thể mình ngắm nhìn tổng thể về tác phẩm cái tung la hán như thế này quý vị. 50 triệu ha? Dạ dạ 50 triệu anh. Cái này thì được nhà vườn làm xẻ bánh từng bánh bánh nhìn rất rõ ràng như thế này quý vị này. Đấy, mình chỉ có thể mình nhìn kỹ ha, đánh giá. Được cái con này khá liên lạc. Ok em. Dạ. Mình sẽ tiếp tục đi ra khu vực ngoài này. Mấy dạ, cái nhỏ dạ. nhỏ này thì không cần hả? Dạ không cần. Cái này cây này thì nó có bị lỗi con cái là nó bị thiếu cái ngọn á anh. Thiếu cái ngọn. Dạ tại vì bị ngã cho nên bị thiếu cái ngọn. Giá thì nó cũng mềm hơn. Nó thiếu phần ngọn này hả? Dạ, chứ cái này lúc trước cái phần ngọn nó có đủ ngon rồi mà bị ngã hả? Dạ, bị ngã rồi cái nó xuất đi cái phần ngọn đi rồi giá nó cũng nới hơn chút. Nhưng mà cái đó thì có thể mình làm lại được. Dạ, bể đế thì nó rất là đẹp luôn. Cây bể đế là khỏi chê. Trời, nó có một cái đường ngọn chữ C, giọt cây luôn hả? Dạ. Nó tiếc là nó bị thiếu phần ngọn, cái đó mình về anh chị mình áp lại á. Dạ. Nếu mà anh em nào hết thì kéo cái phần đầu lên lại thì nhìn nó cũng ấm cây hơn. Ừ, không cần phải áp được anh. Dạ. Lấy cái con áp vào. Cái này cũng khá liên lạc ấy quý vị. Dạ. Nhưng mặt cắt này còn xíu xíu này. Cái này nếu mà phần ngọn nó còn đầy đủ thì nó giá nó lúc trước cũng cao lắm. Ừ. Mà giờ thì tại em bị ngã rồi nên giá cũng nói cho anh em về chơi. Anh em nào nó thích có bị chảy tuột ở bên sau này không? Mặt đầy không anh. Cây này thì cái bể đế nó không bị chảy tuột gì hết. Liên lạc hết ha? Dạ. Mặt đế nó ok hết nhá quý vị. Dạ. Bây giờ cái giá hiện tại nó bị thiếu phân ngon nó thì cái giá nó như thế nào em? Nếu mà anh em nào vừa ý, em để cho giá là 27 triệu. 27 triệu ha? Dạ. Một em tung la hán như dạ. thế này. Cái thì phóng tang thì mình đều tít hết rồi. Nhưng mà tiếc rằng nó bị thiếu phân ngon thì quý anh chị mình về... mình làm thêm phần ngọn đó. Dạ. Mình cách... móc cái đầu không, lại móc cho nó ấp. Cái này quý anh chị mình nếu như muốn làm nhanh nhất là mình lại mua một cái tung con. Dạ. Tung con khá khá đấy ha. Dạ. Khoảng bằng ngón áp tay. Vô hơn. Áp vô đây. Dạ. Vài tháng là dính hết luôn. Dạ dạ. Đó là cách xử lý để xử lý cái tác phẩm này cho nó có giá trị hơn. Dạ. Ok em đo sơ thông số giúp anh đi. Dạ. Hoành thân. Hoành thân đi, xuất lên đây đi. 40 anh. Hoành thân ở đó là trên eo đó là 40 ha. Dạ, hoành thân eo là 40. Ừ. Cao nó là cho 75 anh. Cao 75. Dạ. Phun tàng 1,5 m đi. Dạ. Cỡ 1,5 m. Cỡ 1,5 m anh. Ừ. Phun tàng 1,5 m. Dạ 27 triệu cho dạ. em tung là hả, nhưng mà mình tạm gọi cái này là cái số 3 đi mình chút ha. Dạ dạ, cây số 3 anh. Ok em. Dạ. À, chúng ta cùng tiếp tục đi sang khu vực ra ngoài này quý vị này. Ngoài này ở đây thì lại một em tung la hán nữa.
Dạ. Cũng rằng được làm theo lỗi cây bài, cái này được làm theo lỗi cây bài. Dạ, cốt cành bài. Nó chi tàn nó cũng ra đều đặn, cũng mịn cây. Đường thanh lắc quý vị ha. Dạ. Đây quý chị mình có thể mình nhìn thấy này. Bài 1 khá to ha. Bài 1 cái này ra cây lên khẽn bè rồi. Dạ. Mặt cắt ở đây. Chị phong ở phía sau nữa quý vị. Đó nha. Nó lên đầy phần... đủ phong tàn rồi, nó 1 2 3 đủ hết trơn anh. Lên phần của ngọn lắc lượng đi lên. Hoàn thiện rồi ha, kết thúc ngọn ở đây. Dạ. Nhìn cũng hay hay nhỏ nhỏ xinh xinh. Con này thì nhiều tiền không em? Dạ cũng cái này nhà vườn em giao lưu giá là 25 triệu anh. 25 triệu. Tại vì cái cây này á, nói chung là nó cũng có một cái phần lỗi ngay đây là nó bị dợp, nó bị tuột bên đây tí. À bên này nhưng ha. Mà cái phần này thì nó cũng tuột ít ha, chứ không có đáng kể anh. Ừ. Dạ. Nó bị một xíu đó ha. Dạ, như nào cũng nói rõ cho anh em biết. Tức là mình nói biết chứ nhìn thì không biết dạ. Đâu. Dạ. Mà khi mà tuột rồi thì nhà vườn cũng báo rõ cho quý anh chị mình đoạn này nó bị tuột rồi quý vị ha. Dạ. Một xíu. Cái này dạng giống kiểu khi mình vận chuyển mình bị nó bị áp cái giá nó bị chây ở chỗ đó em ạ. Dạ dạ. Nó hơi bị lỗi đó một chút. Đây thì cũng quay cũng nói rõ cho quý anh chị mình chúng ta cùng cùng tìm hiểu về tác phẩm nhai. À, cái cách nuôi cái cây tùng này thì cũng tất cả cái ở trong ra ngoài nó cũng khá là giọt quý vị nhé. Dạ. Cốt cành thì nó già hết trơn anh. Ừ, nó giọt dạ. Đều ha. Dạ. Dạ, 25 triệu cho em tung là hạ như thế này. Em đo sơ thông số đi em. Dạ. Quần, quần eo nó 40 anh. Quần 40 ha. Dạ. Cao nó cỡ 1 mét anh. Cao khoảng 1 mét. Dạ. Tàn ngang nó cũng 1 mét rưỡi. Khoảng 1 mét tư, 1 mét 3 mét tư gì đó. Dạ. Cái này là cây mã số 4 đấy ha. Dạ, mã số 4. Giá của em nó là 25 triệu quý vị. Dạ. 25 triệu cho một em tung đã hẳn như thế này. Khá là duyên dáng, bộ phong tàng đầy đặn. À, nó có một chút phần lỗi là ở... Cái bệ này nó bị... Bị cháy ở cái chỗ đó. Dạ, ha? Bị cháy. Ừ. Nhưng mà nếu mà cứ để vậy chơi thì nó không sao. Nó cứ nó tự nó cuốn ở trong luôn. Ok, à mình sẽ tiếp tục đi ra khu vực bên này. Dạ. Mấy cây linh sam thì đang nuôi nha. Dạ đang nuôi anh, còn cây có cây ngâu anh. Một em ngâu. Dạ. Dạng ngâu. Hơi đồ đồ đây. Đây, một cây ngâu, cây này thì cũng đang nuôi cái vị ạ. Dạ. Nhưng mà quý anh chị mình có thể ai mà thích thì về ấy ha. Dạ. Ở bên này thì nó bị một lỗ này, nhưng mà vô tới đấy thôi quý vị nhé. Nó bị rồi, một lỗ đó, nhưng mà nó đang ở trong, nó đang cuốn mạnh á anh. Ừ. Đang cuốn mạnh. Chỉ cần được nuôi cắt giật hay? Dạ, nuôi cắt giật. Được, cái này thì được cái là cái điều biệt là nó cái ngọn độ của nó. Dạ. Mặt theo được nên thì cuốn hết rồi. Này mà nếu mà nuôi nở hành phẩm mà nhìn nó cũng đẹp lắm anh. Ừ, này, chỉ cần nuôi cắt giật quý vị. Nhưng mà em ngấu này thì tiền nó có ếm không em? À, cũng giá cũng tương đối vậy anh, chứ không cao đâu. Ừ. Dạ. Nó khoảng bao nhiêu em? À, cây này nhà vườn em hai giao lưu giá 25 triệu anh. 25 triệu hả? Dạ. Cây ngấu như thế này. Ngấu dáng trực thì đơn giản rồi, nhưng mà dáng dạ, đổ thì nó khó tìm. Nó khó. Ừ. Dạ. Ngấu tìm dáng đổ thì nó cũng cái hơi con này đang tìm. Phân phối chứ còn nuôi thành phẩm thì còn nhiều tiền nữa ha? Dạ. Nếu mà thành phẩm thì nó giá khác. Ừ. Đây. Cái này cái số số 5 đấy ha. Dạ. Cái mặt số 5. Số em đo sơ cho tên cái thông số đi. Dạ. Dạ, 25 triệu quý vị ha. Quần nghe đây là nó 45 đi. Quần thân. Quần eo đây. Ừ. Quần eo 45. Ừ. Cao nó tầm chừng kết thúc ngọn đã nghỉ 60 tầm, 60 đi anh. 60 ha. Dạ, 60. 60 thôi. Dạ. Tàng thì 1 mét em khỏi đó đấy. Dạ, tàng tới 1 mét anh. Ừ. Dạ. Cái ngấu cái này cái quyển chị mình nếu như mà giao lưu về còn đào tạo lại cái việc. Dạ, cây này thì anh em nào thích đó, thì về nuôi lại. Ừ. Dạ. Em đấy. Mình đi cây kế tiếp anh. À. Mấy con này thì đang nuôi thì không dạ. Quay sơ cho quý anh chị xem thôi, nhưng mà cái này thì không bảo giá cái gì nhá. Mấy cây đó đang nuôi. Đang nuôi những em nguyệt quế sau này nó trở thành những cây dạng luân lực quý vị.
đang nuôi. Đó là cách mà nhà vườn đang nuôi, quý vị chia sẻ anh chị mình. Đây, à, bên này một em tung là hạn dạng phong tranh, cực kỳ đẹp luôn. Này dáng phong tranh, anh em nhà nào có, anh em mình có đồi đâu á, tiểu cảnh nào cũng nhìn coi cũng duyên cây lắm. Cây này thì đẹp tuyệt vời rồi. Dạ. Cốt cành thì nó cũng già, tương đối. Mặt thèo cái này có nhiều không em? À, mặt thẹo thì nó chỉ có mặt cắt ở trên đầu thôi à. Mặt trọt trên đầu ngọn thôi hả? Dạ, mặt cắt trên đầu ngọn thôi. Còn cái bể đế nó thì nó không có bị bể bọng hay là tuột gì hết. Có, nó còn rễ này bị một xíu xíu thôi, bằng ngọn tay. Có cái cọng rễ này. Nhưng mà không đáng kể, xíu à. Mẹp hết rồi. Dạ. Quay nói rõ như vậy luôn em ha. Dạ, dạ. Đây lên quay cái mặt bên này coi nó bị sao ha. Dạ. Để nở cái gì này. Con em tung là hẳn này để nở. Đường thân đi lên ở phía sau này mình cũng ngắm nhìn, không bị hư hao, không bị chạy tuột chỗ nào đâu quý vị nhé. Thì Long quay, Long cũng quan sát, nếu như bị thì Long cũng bảo cho quý anh chị mình để tránh cái trường hợp mà quý anh chị mình mua bị lầm á. Đấy. Cái này thì phần cổ ngọn nó có một cái gồng tạo nên cái lá xuống, nhìn rất là duyên cây luôn. Đấy, quý anh chị mình cũng ngắm nhìn tổng thể về cái tung lá hạn như thế này. Cái này nếu như tổng chiều cao nó rồi cũng rơi vào khoảng tầm 2 mét á. Dạ, có 2 mét anh. Cũng 2 mét á. Tầm đó. Mặt đế. Nhưng mà cái này duyên cây. Để em đo hoành cho anh em tham khảo. Hoành ngay đây nó là 50 anh. Hoành thân ở đó 50 hả? Dạ. Cao cỡ cho 2 mét đi em. 2 mét. Ừ, phun tang nó cũng 2 mét đi. Dạ. Mình là ngạn chừng đó, nhưng mà cơ bản thì nó cũng lệch nhiều đó. Dạ. Về cái giá cả thì nó làm sao em? Dạ, cái này nhà vườn em giao lưu giá là 55 triệu anh. 55 triệu hả? Dạ. Cái tung lá hạn dạng phong tranh cực kỳ tuyệt đẹp như thế này với mức giá là 55 triệu ha. Mình chỉ mình có thể mình cảm nhận được mà ha. Cây nó cũng duyên giót cây đó. Được rồi, xẻ bệnh như thế này, xẻ bệnh rõ ràng như thế này, từng từng lợp lợp như thế này quý vị ha. Quý anh chị mình có thể là mình đánh giá được cây mà ha. Dạ. Nhìn duyên cây lắm. Ok em. Tiếp tục đi sang quả bên này thì hai cây này đi em. Cây Nguyệt Quế thì đang nuôi ha. Cây này em bán giao lưu rồi. À, giao lưu rồi. Dạ. Em Nguyệt Quế. À, đây, một em. Có một cây ổi xẻ. Ổi xẻ này thì nó bị giống như là nó bị bể bọng ở trong, nhưng mà cái lỗi ngoài thì nó mạnh. Ừ. Nó mạnh rồi. Nói chung thì anh em nào thích thì em để rẻ về cho anh em chơi. Cũng đang làm trái anh. Cái ở trong thì nó bể quý vị. Nhưng mà ở ngoài thì nó cái nóng ảnh hưởng tới sự sống của cây cả. À, cây nhìn này cũng đang bấm đọt làm trái, nó ra trái thì nhìn nó duyên. Nó cái đọt nó lên màu đỏ nhìn hay ha. Dạ. Trái nhiều không? Trái nhiều không? À, này thì em cũng mới đem về, em cũng chưa biết là trái nhiều hay không, nhưng mà em cũng đang bấm đọt cho nó ra trái anh. Ừ. Dạ. Cây này thì nhà vườn em giao lưu giá 15 triệu anh. 15 triệu thôi hả? Dạ, tại vì... Nếu như mà tính cái chầu này chắc mệt bị 2 mét quá hả? Dạ, cỡ 2 mét anh. Cỡ 2 mét đó hả? Dạ. Cái ổi xẻ, cái này thì hiện tại nhà vườn cũng chưa biết mặt trái nữa của anh chị mình. Mà cái này thì chế cảnh cũng được chứ nói mặt trái hả? Dạ. Nói chung thì tông thì nó bị bể bọng nhưng mà ở ngoài nó mạnh lắm. Ừ, nó bị... chỉ cần nè, chỉ cần nó lên làm. Dạ. Dạ 15 triệu. Dạ. Cái nó... 15 triệu em báo ship lộ đó nha. Đây thì nó hơi bị lỗi vậy cho nên để giá mềm cho anh em chơi. Cái này báo ship là lộ luôn à. Ok, cái này ok mã số mấy đây nha. À mình điểm coi 1 2 3 4 5 6, cái này mã số 7 đây em ha. Dạ. Rồi dạ. Mã số 7. Dạ. Ok, chúng ta sang cái mã số 8 là cái tung lá hạn, một dạ. Cái dạng phong tranh nữa. Cực kỳ đẹp như thế này nữa quý vị ạ. Sau đó mình sẽ quay ngược lại cái hàng bên kia mấy chú khác. Dạ dạ dạ. Đây một em tung là hạn cái nhỏ nhưng mà duyên cực kỳ chưa. Cái này thì được đào tạo khá là công phu luôn quý vị. Đường thân có lắp 3D luôn á. Tung là hạn mà quý anh chị mình nhìn cái đường thân nó giống như kiểu duyên tung luôn quý vị này. Từ đường thân đi lên này. Nó lắc như kiểu duyên tung luôn á, nó có những cái có 3D nhìn như những cái cây duyên tung luôn á. Đường co nó cũng duyên cây lắm. Có lắc 3D luôn á. Dạ, yeah, được cái nó dạ cây. Dạ, cốt cành thì nó cũng già cây à. Ở dưới mặt thè, mặt rễ dưới này thì nó bị chảy đem một xíu này. Tí một xíu tí, một tí, bên này một tí nữa. Dạ, cái đó thì nó không đáng kể. Không đáng kể. Dạ.
Còn cái mặt bên này thì nó liền này ha. Dạ. Mặt bên này liền lạc hết quý vị ha. Đường thân đi lên thì nó không bị chảy tuột. Nó nhìn cũng khá là kỹ rồi. Dạ. Mặt cắt ở trên này thì khúc này lên thì không còn. Chỉ có duy nhất mặt cắt đây còn một xíu nữa thôi. Gần như là nếu mà tung là hẳn thì như vậy là nó đạt rồi đấy. Đường thân thì hơi khiêm tốn xíu ha, nhưng mà nó được thì nó duyên. Như con tung này thì giá của nó bao nhiêu tiền hả Mỹ? Dạ, em cái này nhà vườn em giao lưu giá là 45 triệu anh. 45 triệu ha? Dạ. Con này chiều cao của nó khoảng tầm cùng 2 mét đó quý vị. Dạ. Phun tàn quần thì... eo ngay đây thì nó chỉ có 35 thôi anh. 35 thôi ha? Dạ. Quần eo ngay đây. Ừ. Là 35. Cao lên thì khoảng tầm 2 mét. Phun tàn con này thì nó khoảng dạ. Tầm 2 mét 2 á. Dạ. Cái đó. Nhưng mà được cái nó liên lạc quý vị. Dạ. Cây này thì nó bé hơn cái cây kia. Ừ. Cũng được nhà vườn mình cắt tỉa đào từng bệnh bệnh như thế này quý vị này. À, quý anh chị mình cũng có thể mình nhìn và cảm nhận được ha. Quý anh chị mình xem cuốn video này, quý anh chị mình cũng có thể mình lựa chọn một cây nào đó nó hợp với túi tiền cũng như hợp với cái ý của mình để giao lưu ủng hộ nhà vườn quý vị nhé. Đây cũng là một cuốn video đầu tiên Long chia sẻ tại vườn Mỹ Trúc. Thì cũng hy vọng thì mình giao lưu được cây để tạo nên một cái động lực giúp cho Mỹ Trúc cùng như ông xã đi tìm tòi những cái tác phẩm đẹp hơn. Có thể gửi tới quý anh chị mình trong một vài clip tới ha. Dạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ khu vực này ha Mỹ Trúc. Dạ dạ, khu bên, vực này cái hàng còn ít cây. Cây này thì em đang nuôi chưa... Nguyệt quế hả? Dạ. Đang nuôi theo kiểu sumo đấy, lùn lực đấy. Đang tương lai rằng ngơi, nhưng mà để đợi cho nó thân thân một chút nữa đi ha. Dạ, cây này em... Em nguyệt quế. Cây này thì bể đế... Một em nguyệt quế này có bể đế khá hay. Dạ, bể đế nó bự, to. Trời, bể đế quý vị. Bể đế nó cũng không bị chảy tuột gì hết. Nó không bị chảy tuột chỗ nào luôn hả? Dạ, không. Nguyên bể, cốt cắt giật. Đây, cái mặt sau của nó quý vị này. Những cái chi cành ở trên thì được nhà vườn nuôi to hơn còn chân cải một chút xíu. Đây, có cái to gần bằng nửa cổ tay thôi. Như con Nguyệt này thì nuôi cũng bộ phóng tang thì gần như là thấy định hình rồi. Em nhìn kỹ coi có bị chảy tuột chỗ nào không em? Dạ không anh, cái này chỉ có mặt cắt ở trên nó còn mặt cắt thôi. Chứ còn bệ đế nó là nguyên bệ. Không to thì... hơn còn chân cải cái gì nhé. Dạ. Cốt cành nó to rồi. Giờ chỉ cắt giật là mình nuôi mâm đây. Thôi. To này. Nói chung là to hơn còn chân cải đều cả. Dạ. Cái này thì bao nhiêu tiền hả Mỹ Trúc? Dạ, nhà vườn em giao lưu cây này giá là 35 triệu anh. 35 triệu hả? Dạ. Cái nguyệt này là 35 triệu quý vị ạ. Được làm theo phong tàng thiên nhiên. Em đo sơ ghi thông số giúp anh đi. Quần eo ngay đây là cho là 65 đi anh. Quần eo ngay đây nè. 65 thôi hả? Quần eo ngay đây là 65 đi. Ừ. Như ra 67 lận nhưng mà 65, tính 65 đi. Tính 65 đi cho dễ. Dạ. Nhớ đi ha. Còn bể đế nó to. Bể đế nó cỡ mét 10 anh. Mét 10, mét... Còn mét 1 hả? Dạ. Cao lên thì chắc cái này cao khoảng 80 thôi à. Cao cỡ 90 anh. 90 hả? Dạ. Tàn ngang nó cỡ 1 mét. Mét 20 anh. Khoảng mét 2 hả? Dạ. Tàn ngang khoảng mét 2, cao khoảng 90. Với giá là 35 triệu cho em nguyệt quế này quý vị ạ. Cũng rất là dễ nhìn ha. Dạ. Con này thì tương lai quý vị. Phong tàng thiên nhiên. Ừ. Cũng hàng cũng em đang nuôi dâm chi cho nó mịn cây lại. Nó dày thêm một chút nữa, to dạ. Hơn tí nữa ha. Dạ. Đây con này mình đẹp này. Con này quý chị mình thêm con này. Cái này thì nhà vườn em giao lưu cho mấy anh bạn rồi. Cây đẹp quá giao lưu rồi quý vị ạ. Dạ. Cái này có bề đế hết hồn luôn. Dạ. Trời, nguyệt quế này. Bề đế ở phía dưới nhìn cực kỳ hâm hồ luôn quý vị. Và đường thân của nó. Quý anh chị mình nhìn tế cái này luôn á, nhưng mà rất tiếc là cái này giao lưu được quý vị nhá. Dạ. Đây, bên này chia sẻ cùng quý anh chị mình của em Tùng. Dạ. Cây tùng này thì
nó hơi ốm nhưng mà nó nhìn coi cũng viên cây, cốt cành nó cũng già. Già cây? Dạ. Đây để anh kiểm tra coi nó bị chảy tuột chỗ nào không? Dạ, có bị chảy tuột nghe bên dưới đế phần, nó đang cuốn mạnh anh. Ừ, từ mép này này quý vị này. Trên này thì ok. Dạ. Cốt thì rất già luôn. Nói chung là cây chảy thì nó sẽ có giá của chảy thôi, không sao đâu. Dạ. Đó, cây chảy thì nó sẽ có cái giá nó phù hợp với cái chảy ra điểm lỗi mà. Đây quý vị mình thấy cái này thì già cực kỳ già. Có một cái cành lá xuống nhìn rất là duyên cây luôn. Nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Đang lên lọc non. Này cũng còn đang trong chậu nuôi. À, đang dạ. Chậu nuôi. Đây lọc non xin nhìn nó sáng ghê. Dạ, cái bộ cột cần da cực kỳ già luôn. Như cái này thì nó tiền bao nhiêu, khoảng bao nhiêu em? Dạ, cái này nhà vườn em giao lưu giá 15 triệu anh. 15 triệu ha? Dạ. À, một em tùng như thế này giá 15 triệu, quý chị mình có thể mình tìm hiểu giao lưu tác phẩm dạ. Này quý vị nhá. Tùng này là tùng lá kim anh. Tùng lá kim hả? Dạ, lá nó hơi nhỏ mà nó nhạt ha. Dạ, nhỏ nó sạt sạt như thế này quý vị này. Hơn tùng lá Hán mình. Tùng lá kim nhá quý vị. Dạ. Đây này, nhìn cái lá to nhất của nó này. À, xíu xíu như thế này thôi. Gọi là tùng lá kim. Để anh coi cái mặt phía sau có nó bị gì không? Dạ. À, đường thân có lắc, không hề bị chảy tuột nhá quý vị. Lòng cũng thay mặt cho quý vị định giá tìm hiểu cây để anh chị mình giao lưu. Dạ. Ok, em đo sơ thông số giúp anh đi. Quần eo nó nghe đây là 26 anh. Quần eo 26 ha. Dạ. 26 sẽ nhớ quý vị. Cao nó khoảng 1 mét anh. Cao là 1 mét. Dạ. Tàng ngang nó 1 mét 20 anh. Ngang tàng khoảng 1 mét 2 ha. Dạ. Giá cỡ 20m2. Giá là 15 triệu. Dạ. 15 triệu cho em tùng là hẳn như thế này, quý anh chị mình có thể mình đánh giá được mà ha. Ok, à, chúng ta cùng đi ngắm nhìn những tác phẩm ở phía trong này thì nó sẽ có một số cây mai chiếu thủy. Dạ. À, đặc biệt như một em mai chiếu thủy rất ấn tượng như thế này này, cái này. Dạ. Cái mai chiếu thủy mà quý anh chị mình nhìn sơ qua nhìn những cái nụt nu nền của nó hết hồn luôn quý vị này. Dạ. Trời, con này nu khiếp hay. Dạ, cái mấy số này thì em còn đang nuôi cái ngọn của nó cho nó đủ. À, đang dạ. Nuôi, nhưng mà được cái đường thân nó có những cái này nó độc đạo quá. Anh em nào thích thì về nuôi tiếp. Về nuôi tiếp, dạ. Nhìn cuốn hết thèo rồi đây. Dạ, xíu nó xíu cũng nữa. Cuốn mạnh hết thèo rồi. Ừ, tay cân. Tay cân ở dưới thì cứng cáp rồi, nhưng mà phần ngọn hiện tại đang nuôi thêm một chút xíu nữa quý vị này. Mấy con này thì giá tiền nó làm sao em? À, cây này em giao lưu giá là 10 triệu anh. 10 triệu hả? Dạ. À, một cây mai chiếu thủy như thế này có giá là 10 triệu quý vị nhé. Đo sơ thông số giúp anh đi, dạ. Cái này được ạ. Dạ. Em đứng ở phía sau em một chút, đứng ở phía sau để em đo để nó không bị che cái quyển gì mình nhìn nó dễ nhìn hơn á. Dạ. Quần eo nó là 43 anh. Quần eo là 43 cm. Dạ. 10 triệu thì mình mua cái phối cũng được thôi mà, cũng cỡ đó mà, đó chiều cao tản rồng luôn như vậy đi. Dạ. Chiều cao. Cao nó là 45 đi anh. Cao 45 ha. Dạ, 45. Tàng ngang nó 80 anh. Tàng ngang 80, giá dạ. 10 triệu ha. Dạ. 80, okay. 85. Quý anh chị mình có thể mình nhắm được nha. Dạ. Đóng thấy được rồi đó. Còn cây này cũng còn phần nuôi cái phần ngọn. Còn nuôi phần ngọn. Dạ. Cũng khá là liên lạc quý vị nhé. Cũng nú cùng nênh. Dạ. Cốt cây nó cũng già. Cốt cành cũng được nhà vườn đào tạo và khá là liên lạc rồi. Cũng thiếu phần ngọn luôn. Dạ. Giá tiền thì sao em, nó có êm hơn không? Cây này thì nó cao hơn cây kia anh. Cao dạ. Hơn em biết, em nhìn em biết rồi. Dạ. Mà theo nó còn xíu nữa quý vị này. Dạ. Cái này nhà vườn em giao lưu giá là 17 triệu anh. 17 triệu ha. Dạ. Còn thì nó cánh cây mà nó để nó nở. Dạ, để nó nở khá hơn. Ok, em đo sơ tăng số đi. Dạ. Em đừng ở sau em đo cánh tại trước đó. Tại vì biết sao không, chút em đo dạ. Ở trước á. Che cây. Che cây á. Dạ. Quần eo nó đây là 56 anh. Còn nhà em là 56 cm hả? Dạ, 56. Cao nó 50 anh. Cao 50? Dạ.
Tàn ngang nó 80 anh. Tàn ngang là 80? Dạ. Dạ là 17 triệu hay? Dạ, dạ, 17 triệu nhà vườn em bao ship. Ok em. Dạ. Được ạ. À. Càng tham quan mấy cái này càng thích ạ. À. Càng thích hỏi ạ. À. Đến cái này thì bắt đầu vô đây giá tiền cao hơn nữa rồi hay sao? À, cái này thì giá nhà vườn em giao lưu giá là 15 triệu anh. 15 triệu hả? Dạ, 15. Máy chiếu thủy như thế này quý vị này. Cái này thì nó sẽ có một cái bệt để ở phía dưới cho quý anh chị mình ngắm. Ừ. Rất là khá. Bệt để ở phía dưới rất là khá quý vị nhá. Đây, chúng ta cùng ngắm nhìn cái bệt để này. Để sau này mà nó đến lúc nó ra nó liền lại chảy chi ở phía dưới một thân một mảng ở dưới luôn quý vị ạ. Dạ. Để đấy nó cũng đều. Đường thân nó khẽn khẽn. À, ừ. Cột cân này. Cột cân thì cái này thì như cái chim một. To hơn của tay quý vị ha. Quý vị mình có thể nhìn thấy. Dạ. So sánh cái tay của Long với cái này. To hơn của tay. To hơn của tay ha. Dạ. Ở lên. Này, lên lên này này, cột cân này. To quý vị nhá. Phần ngọn cũng thiếu. Dạ, cũng vậy là vừa nay nuôi trước cái thu ngọn được này. Cái anh em nào về thích vừa chơi vừa nuôi tiếp. Dạ là 15 triệu cho em máy thủy như thế này. Nãy em... giờ quên số luôn rồi. Dạ em đo thông số. Quần eo nó là 45 nữa anh. Quần eo 45 ha. Dạ 45. Cao nó 60 anh. Cao 60. Tàn ngang nó là 90. Tàn ngang là 90. Dạ. Dạ 15 triệu quý vị. Dạ. Giờ vô đây hết biệt số rồi. Cái này là cái có đảo cái 11 12 cái này 12, cái 13. 13. Cái này cái 13 này quý vị. Dạ. Cái này 14. Là cái 13, cái này là cái 14. Cái là chung. Dạ. Được làm theo lối trực lắc. Dạ. Cái trực lắc. Này mai chứng thủy lá trung. Cây cũng còn thiếu cái phần ngọn tí. Ừ. Cái này cái phần nó khá to kìa nhá. Cái này phần ba mấy luôn ạ. Dạ. Cắt giật luôn. Được nuôi cắt giật giọt cây như thế này này. Tất nhiên cái này quý anh chị mình mua về còn phải đào tạo thêm nhiều nữa. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì cây nó mới gọi là bán thành phẩm thì nó sẽ có cái giá là êm hơn ha. Dạ dạ, giá cũng mềm anh. Đấy. Còn khi mà cây thành phẩm thì giá trị nó cao hơn cái việc. Như bây giờ cái này thì giá bao nhiêu? À, cái này nhà vườn em giao lưu giá là 3 triệu rưỡi anh. Ồ, 3 triệu rưỡi á? Dạ. Nhầm không á? Ủa? 3 triệu rưỡi hả? À, đúng rồi anh. Rồi, chốt một cây, ok. Lát nữa là bonsai trực lắc sẽ chốt cái này đấy. Hôm nay đi thì có nhà vườn bonsai trực lắc đi theo nữa. Ok. Dạ. Em đọc sơ tăng số đi anh. Dạ. À, quần eo nó nghe đây là cho 42 anh. Quần eo là 42. Dạ, 42. Cao nó chừng tầm chừng 30 anh. Cao 30 hả? Dạ. Tàn ngang nó 55. Tàn ngang 55. Dạ. Dạ 3 triệu rưỡi. Dạ. Cái này quý anh chị mình cùng đánh giá nha. Liền tít xẻo luôn à. À, chim một này, chim một to hơn quần chân cái ha. Chị Phong ở phía sau cùng cờ ngón chân cái. Đây, chị trên này. Mặt thẻ bên này thì đang còn. Phần của ngón lên thì mình phải xây dựng nữa. Giá 3 triệu 500k. Ok. Còn cây lọc vừng. Thôi chia sẻ cây lọc vừng nữa đi. Dạ, hả? Chia sẻ cây lọc vừng nữa xong. Đây, à, chúng ta cùng ngắm nhìn một tác phẩm cây lọc vừng. Cây này xem như cây cuối clip rồi hả mình chút. Dạ, dạ, cây cuối clip ạ. Cùng ngắm nhìn một tác phẩm cây lộc vừng, cây khá nha, cây này nhìn rất là cổ thụ luôn quý vị nhá. À, dáng phong tranh. Dáng phong tranh. Cái này thì điều biệt cây lộc vừng này thì nó nu cục cục. À, quý vị mình có thể nhìn thấy này, lộc vừng này, nó da móc méo nổi nu cục như thế này này. Ở đấy trong em, nó nguyên bể chứ nó không có bị bể tuột bọng gì hết. Không bể chảy tuột gì hết luôn dạ hả? Dạ không, nó nguyên bể. Cây này ra hoa nhiều chứ em? Dạ nhiều anh. Là cái hoa này nhiều, hoa nhiều rồi. Quý anh chị mới nhìn thấy cái này hâm hồ lắm quý vị nhá. Trông rất là cổ thụ. À điều biệt thì ở miền Tây nhưng mà có cái dòng lọc vừng này lá rất là nhỏ luôn. Không biết có thể nó dài sao nó cố lại cái lá nó như ngón tay thôi quý vị này.
nhìn này, lá lộc vừng này, nhỏ xíu xíu nhá. Đấy, Quỳnh Chi mình có thể nhìn thấy cái sải hoa của nó dài không em? À, dài anh. Nó cỡ khoảng đường 50 không? Cỡ đó anh, cỡ 50 anh. Dạ. Nhưng mà được điều biệt thì cái này nó dài, không biết là long có phải là long đánh giá có đúng hay không, thấy nó dài sao mà đụt lá lại nhỏ xíu quý vị nhá. Đây. Này mình tỉa cho tỉa là nó ra lá giết là nó nhỏ vậy anh. Ừ. Lá da mà nó nhỏ xíu vậy thưa quý vị này. Trời ơi. Nói chung là rất là ít gặp luôn á. Đây để quay cái mặt phía sau này. Dạ. Đây. Nu nu cục cục. Khắp cây luôn quý vị. Mặt này thì nhà vườn bối kéo vài lại quý vị này. Nhưng mà nó đang cuốn, cuốn theo luôn. Nhìn nu nu cục cục, nhìn cổ thụ luôn á. Nói chung là quý anh chị mới có khu vườn lớn thì nhấn nhấn rước lọc về nhà quý vị ha. Cây nguyên khối, nguyên bệ, nhìn nó viên cây. Cây này cũng coi như là cây cuối clip rồi đây. Dạ. Về những cái phần giác ngon ở phía trên quý anh chị mình nhìn nó liên lạc hết, không có mặt cắt, mặt theo gì ở trên đâu quý vị nhé. Cái này thì em không cần phải đo. Dạ, để dạ. Anh nhận ngãn được, tại vì đó cũng khó khăn quá. Dạ, cái này to. Cái cổ. Nếu tính chiều cao cái này nó rơi khoảng tầm 1m2 quý vị ạ. Phun tang thì nó rơi vào khoảng tầm cùng 2m2 á, khoảng tầm 2m2 đó. Dạ. Từ bên này qua bên này khoảng tầm 2m2 quý vị. Cao thì tầm 1m2 đến chắc hơn 1m2 ha. Khoảng 1m2, 1m3, 1m4 gì đó. Thì mình ăn ngãn nó cũng không lệch nhiều đâu ha. Dạ. Nguyên bệ khối nó thì cũng to. Khoảng 150. Dạ. Tầm 150. Nhưng mà nhìn nó cổ lắm, con này nhìn cổ lắm. Dạ, nói tính về cái này mà nó ra lọc non á, nhìn coi đẹp cây lắm. Ừ. Về cái giá trị thời gian của nó thì mình cũng phải bàn cãi rồi ha. Dạ. Cực kỳ già rồi. Điều anh quan tâm nhất là cái giá cả của cây này thì sao? Mình có tiền bảo ở đây không? Dạ, cây này nhà vườn em giao lưu giá là 90 triệu anh. À, mình bảo giá bình thường ha? Dạ. À, với cây lộc vừng như thế này có giá là 90 triệu quý vị ạ. Dạ. Ok, chắc hẳn cây này thì sẽ được nhiều quý anh chị quan tâm rồi. Đặc biệt là về cái cây có một tìm một cây lộc vừng mà nó già cỗi mà cái mặt lá của nó cũng khá là đẹp á. Dạ. Như thế này thì không phải dễ kiếm đâu quý vị ha. Ok. Như vậy thì trong cuốn video đầu clip này thì dạ. Mình chia sẻ tới đây hả Mỹ Trúc? Dạ, thì quý anh chị nào có quan tâm tới nhà vườn hay là ưng ý cây nào cứ liên hệ nhà vườn em là số điện thoại là 0935 203 957, địa chỉ là ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại giao lưu ở đâu em? Số điện thoại, đọc số điện thoại. Số điện thoại là 0935 203 957. Zalo cũng trong đó luôn anh. Vô ok em. Bạn Zalo cũng. Rồi thì Long cũng nói cảm ơn quý anh chị mình luôn đã dành ra một chút thời gian quý bảo để theo dõi hết clip. Và đấy là clip đặc biệt tại vườn của Mỹ Trúc. Clip đầu tiên mà Long chia sẻ quý vị nhá. Cũng hy vọng sẽ được sự đón xem và ủng hộ của toàn thể quý anh chị mình. Và bây giờ thì Long cùng với nhà vườn sẽ khép cuốn video này lại tại đây. Sẽ hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những cuốn video tiếp theo ạ. Dạ, em cảm ơn anh Long. Ok em. Dạ.